Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Tennis Draw của mình. Ngày hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Usagi Tsukino trong bộ anime Thủy Thủ Mặt Trăng. Trước khi xem video này, các bạn hãy cho mình xin một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Và xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng theo dõi mình vẽ nhé. Thank you.
Mình đã vẽ xong bức tranh của nhân vật thủy thủ mặt trăng. Xin các bạn góp ý kiến dưới phần bình luận giúp mình nhé. Và các bạn có thích nhân vật hay bức tranh nào thì các bạn cứ bình luận ở phía dưới. Mình sẽ vẽ bức tranh đó để tặng cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên ấn nút like, share và đăng ký kênh để giúp mình có động lực ra những video mới và hay hơn để cho các bạn xem. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Tennis Draw của mình. Bye bye, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.